Xin chào tất cả các bạn Khi các bạn kế toán mà làm cái tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp ấy Thì các bạn lưu ý nhé Ví dụ như là cái phụ lục 032A Đấy đấy là cái phụ lục chuyển lỗ Thì khi nào mà công ty mình năm nay có lãi Năm trước có lỗ Thì các bạn mới chọn cái phụ lục chuyển lỗ và các bạn lưu ý xem công ty mình có được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp không. Nếu mà công ty của mình có dự án đầu tư mới mà được hưởng ưu đãi thì các bạn chọn cái phụ lục 033A. Thế còn nếu mà công ty mình mà có dự án đầu tư mở rộng thì lúc này các bạn sẽ chọn cái phụ lục 033B hay là công ty mình thuộc về đối tượng được ưu đãi vì sử dụng nhiều lao động nữ hay là người dân tộc thiểu số thì các bạn sẽ chọn cái phụ lục 033C. Thế và ở trên cái mặt tờ khai ấy, cái chỉ tiêu A đấy là lợi nhuận theo chế độ kế toán thì có nghĩa là các bạn sẽ mở cái phụ lục 031A xong thì nó cái chỉ tiêu 19 ở trên cái phụ lục đấy nó sẽ nhảy lên cái mặt tờ khai là cái chỉ tiêu A1. Thế còn các cái chỉ tiêu B là các bạn sẽ phải bóc theo luật thuế. Như vậy là các bạn sẽ phải tìm hiểu hết từ chỉ tiêu B1 cho đến B11 để xem nào công ty mình có các cái khoản nào phải bóc không thì các bạn sẽ bóc và các bạn sẽ đưa vào các cái chỉ tiêu đấy. Còn các cái chỉ tiêu C nó là các cái chính sách ưu đãi miễn giảm thì khi nào mà công ty mình có thì các bạn mở phụ lục thì nó sẽ nhảy sang cái mặt tờ khai. Đấy là mấy cái lưu ý trước khi lên tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp mà tôi muốn chia sẻ tới các bạn. Chúc các bạn mùa quyết toán thành công nha. Bye bye, hẹn gặp lại ở các video sau.